Em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không? Em chào các bạn, mình tên là Quỳnh, mình đang học năm 3 tại trường Đại học Cà Tôn. Mình học ngành quản trị kinh doanh. Trong quá trình Quỳnh học ở tại trường và đặc biệt là em học khoa kinh doanh thì em có gặp khó khăn gì và trong quá trình học tập thì giáo sư ở đây đã giúp đỡ em những gì thì em có thể chia sẻ cho các bạn được không? Mình đang học ngành quản trị kinh doanh ở trường và ngành của mình thì nó cũng hơi khó, thế nhưng các giáo sư rất là tạo điều kiện cho du học sinh mình nên là 3 năm vừa qua mình học cảm thấy dễ dàng. Trong quá trình học tập ở đây rồi và thì Quỳnh có lời gì muốn nhắn nhủ đến các bạn, cũng như là nếu như em có bạn mà sắp tới chuẩn bị lên chuyên ngành thì em có muốn giới thiệu các bạn để có thể đăng ký vào Cà Tôn được hay không? Theo như mình thấy thì nếu như các bạn đang có hướng để chọn trường đại học thì các bạn nên chọn ở trường Cà Tôn. Giáo sư rất là tạo điều kiện và học bổng cũng rất là cao nên là các bạn có thể vừa đi học vừa đi làm mà cũng có thể đạt được học bổng.